Chào các em, bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần cuối cùng trong các nội dung về chất rắn qua bài Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Nội dung này có các phần sự nở dài, sự nở khối và ứng dụng của sự nở vì nhiệt. Mời các em xem một thí nghiệm. Okay, here goes the torch. Qua thí nghiệm các em có nhận xét gì? Ta thấy là một đầu thanh nhôm được cố định. Đây một đầu nó được cố định lại. Khi nung nóng thanh nhôm này thì kim màu đỏ này sẽ dịch chuyển lên phía trên, chứng tỏ rằng thanh nhôm này đã dài ra và đẩy thanh dọc này đi sang ngang làm thanh kim màu đỏ này dịch chuyển lên. Sự giãn nở của thanh nhôm người ta gọi là sự nở dài. Qua nhiều thí nghiệm, người ta rút ra được là khi tăng nhiệt độ thì độ dài của vật rắn cũng tăng lên, đó gọi là sự nở dài. Các em nhớ là vật rắn phải là vật rắn hình trụ và đồng chất. Đồng chất có nghĩa là được cấu tạo xuyên suốt bởi một chất trong cả thanh. Công thức của sự nở dài là delta L là độ nở dài bằng alpha nhân L0 nhân cho T trừ T0, hoặc người ta có thể khai triển ra là L bằng L0 nhân cho 1 cộng alpha T trừ T0. Với ý nghĩa của các đại lượng như sau, L là độ dài của thanh rắn ở nhiệt độ T, L0 là độ dài thanh rắn ở nhiệt độ T0, alpha là hệ số nở dài. Nó phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn và có đơn vị đo là K trừ 1 hoặc là độ trừ 1. Delta L đã nói rồi, nó là độ nở dài và bằng L trừ L0. Tiếp theo các em thì nếu một quả cầu sắt khi bị nung nóng, thể tích của nó có bị thay đổi hay không? Chúng ta hãy cùng quan sát thí nghiệm sau. Qua thí nghiệm, các em thấy ban đầu ở nhiệt độ thường thì quả cầu lọt qua được vòng kim loại. Nhưng sau khi đun nóng thì quả cầu không lọt qua được vòng kim loại nữa. Vậy khi đun nóng, thể tích của quả cầu đã tăng lên. Người ta gọi sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối. Các em nhớ là vật rắn này là phải vật rắn đồng chất và đẳng hướng. Công thức của sự nở khối là delta V bằng V trừ V0 nhân cho beta V0 delta T, hay khai triển ra là V bằng V0 1 cộng beta V0 T trừ T0. Thì các em thấy nó cũng tương đồng với lại công thức sự nở dài, nhưng khác nhau ở hệ số beta. Với V là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ T, V0 là thể tích vật rắn ở nhiệt độ T0, beta ở đây là hệ số nở khối. Thì nó có mối liên hệ với alpha là bằng 3 alpha và nó cũng có cùng đơn vị K trừ 1 hoặc là độ trừ 1. Công thức delta V bằng beta nhân V0 nhân cho delta T cũng áp dụng được cho chất lỏng, nhưng các em nhớ là trừ nước ở gần 4 độ C. Thế tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Các em biết là ở một số nơi do thời tiết lạnh thì mặt sông sẽ bị đóng băng lại, nhưng lớp ở bên dưới thì không bị. Vậy nên vẫn có những người đục thủng lớp băng phía trên để câu cá. Hay như khi làm nước đá,
Các em thấy là nếu khay đá mới đông thì khi gõ thủng lớp đá phía trên, bên dưới vẫn là nước. Sở dĩ như vậy là vì nước ở 4 độ C bị co lại và có thể tích nhỏ nhất, nên khối lượng riêng của nó sẽ là lớn nhất. Vì vậy, lớp nước này sẽ chìm xuống dưới. Sự nở vì nhiệt của vạch rắn có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Ví dụ như là trong kỹ thuật chế tạo và lắp đặt máy móc hoặc xây dựng công trình, người ta phải tính toán để khắc phục các tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt để các vạch rắn không bị cong hoặc nứt gãy. Ví dụ như ở đây, khi thiết kế các nhịp cầu thì các kỹ sư sẽ chừa ra một khoảng giữa các nhịp cầu. Khoảng trống này giúp cho khi nhiệt độ thay đổi, các nhịp cầu co giãn thì cầu sẽ không bị đứt gãy. Tương tự như vậy, ở giữa các khoảng thanh ray thì người ta để hở một khoảng như vậy để khi co giãn thì các thanh ray không bị cong và gãy. Hoặc là khi người ta dùng các đường ống để dẫn khí nóng hoặc là nước nóng bằng kim loại, người ta sẽ chừa lại những đoạn cong chữ U như vậy để khi nhiệt độ thay đổi thì đường ống này cũng không bị cong hoặc là đứt gãy. Mặt khác, người ta cũng lợi dụng sự nở vì nhiệt của vạch rắn để chế tạo ra các thiết bị phục vụ con người như dùng băng kép làm rơ le, đóng ngắt trong bàn ủi, nồi cơm điện. Ở đây đều là các thiết bị gia dụng rất quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Hãy có hai ví dụ nhỏ, ta cùng vận dụng các kiến thức trên để giải quyết. Câu thứ nhất, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? Câu A, khối lượng của vật tăng. Câu B, khối lượng của vật giảm. Câu C, khối lượng riêng của vật tăng. Và câu D, khối lượng riêng của vật giảm. Các em suy nghĩ. Vậy đáp án của chúng ta là câu D, khối lượng riêng của vật giảm. Vì ta có công thức là D bằng M nhỏ chia cho V, mà khi nung nóng một vật rắn thì khối lượng M này vẫn không đổi, nhưng thể tích V này của nó sẽ tăng lên. Bởi vậy, khối lượng riêng D sẽ giảm xuống. Câu thứ hai, một thước nhôm ở 20 độ C có độ dài là 2000 cm. Khi nhiệt độ tăng đến 50 độ C thì thước nhôm này dài thêm bao nhiêu? Câu này cũng là một câu áp dụng công thức đơn giản. Các em có công thức tính độ nở dài delta L bằng alpha nhân L0 nhân cho delta T. Thì thế số vào ta được 1,44 cm. Thầy có một số câu hỏi. Các em có thể suy nghĩ và giải đáp khi kết thúc bài giảng. Cuối cùng, thầy sẽ tóm lược lại kiến thức trong bài học ngày hôm nay. Sự nở vì nhiệt trong giới hạn bài học gồm sự nở dài và sự nở khối. Các ứng dụng của chúng rất phổ biến trong cuộc sống như đảm bảo an toàn cho các cây cầu, đường sắt, đường dẫn khí nóng hay gần gũi hơn là rơ le nhiệt trong bàn ủi, nồi cơm điện. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em có nhiều niềm vui và học tập thật tốt. Chào các em!